chiều tà thích ở bên anh, tự vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười, hắn tránh gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Hey, hello tất cả các chị nha. Sao các bạn mình đã trở lại với tất cả các chị ở đây, và chúng ta cùng tiếp tục chia sẻ, tiếp tục like để ủng hộ cho hai chị em hát thêm hay hơn nữa nha các chị nha. Và chúc tất cả các cô chú anh chị chúng ta ngày hôm nay sẽ có một ngày nghe nhạc thật rực rỡ nha mọi người ơi. Hey, em chào chị Phạm Hà, chị Nguyễn Hễ nè. Nhiều lần thấy em khóc khóc khổ đau điều gì phải không, chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù làm biến sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, nơi đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Người con gái chẳng cần kêu xa, nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thì ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười, hắn tránh gió anh chẳng chịu thương em. Thân chào chị Trang, chào Lê Văn Hai, chào tất cả các chị. Ai mà chưa chia sẻ cho hai chị em thì cùng chia sẻ rực rỡ nha các chị nhá. Đừng bỏ lỡ cái lượt chia sẻ nào cho hai chị em nhé các chị ơi. Oánh chủ tì à. Các anh chị mỗi người tặng cho chúng em một lượt chia sẻ nha mọi người ơi. Thương ơi, và đừng quên bình luận nha các anh chị yêu thích. Hello Minh Nguyệt nhá. Chào bé Trang Dương. Tại sao em phải yêu hoài rồi là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn ai thấu? Một người từng rất thương, rất thương, nơi đau đến mức lạ thường. Em nghĩ là anh nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng anh ta, muộn phiền làm chi dối trá. Người con gái chẳng cần kêu xa, kêu xa. Nụ cười đẹp nhất khi chiều tà thì ở bên anh, tựa vào vai khi nhìn hoàng hôn. Nhưng hôm nay mình em yêu đuối, bộn bề đằng sau những nụ cười, hắn trách gió anh chẳng chịu thương em đến nơi. Anh chịu thương hôm nay thứ mấy nhở? Máu có chảy phải tin không mọi người? Cả khúc thì tiếp theo đây nè. Cảm ơn chị Nguyễn Dung, cảm ơn anh Nguyễn Dũng, chị Hoàng Thúy. Hello chị Vinh Nguyễn, chị Kim Thoa. Hello tất cả các anh chị yêu thương. Mọi người ơi, ấn like, tả tim và chia sẻ nhiệt tình cho chúng em nào. Hey, hôm nay mình xung với mọi người rồi đấy. Hôm nay em xung rồi.
Yeah, đúng rồi. Tiếp theo xin mời các anh chị cùng nghe qua một sáng tác mang tên Đợi các anh chị trong mơ nhá. Mời mọi người tặng cho chúng em một lời chia sẻ hôm nay rực rỡ của Minh Nguyễn và Sơ Băng nào mọi người. Hôm nay là thứ năm, không ầm ầm không được nhá. Dù tình anh sắp khơi nhưng em còn mãi đợi, còn mãi đắm đuối như giấc mơ khờ dại. Giờ em lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu anh yêu về trong sớm mang về. Hey, xin chào chị Hoàng Hùng. Sống cùng với Minh Nguyệt và Sa Băng, chị ơi, chia sẻ rực rỡ nào. Cảm ơn nhiều nhiều chị nhá. Mời tất cả các anh chị ơi cùng đừng quên là một người lực chia sẻ và một like cũng chỉ là góp phần cho buổi like hôm nay thành công tốt đẹp nhất nha. Sao anh lặng lẽ ra đi, cho tình tôi nhức nhối. Bao năm hạnh phúc bên nhau, bây giờ tàn theo khói sương. Ngày người tình hỡi, anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng lo một xót xa. Đêm nay anh có vui không, vui không bên tình nhân êm ấm, riêng em lạnh lẽo đơn côi cõi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình anh ra khơi nhưng em còn mãi đây, còn mãi đắm đuối như giấc mơ khờ dại. Giờ em lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu anh yêu về trong sớm mang em đến. Anh chị yêu thương ơi, chia sẻ lại con số 1.000 đầu tiên có được không nào? Hôm nay chúng ta rực rỡ nè, với nguyệt sung cùng anh chị luôn. Hey, anh chị ơi. Sao anh lặng lẽ ra đi, cho tình tôi nhức nhối. Bao năm hạnh phúc bên nhau, đành người tàn theo khói sương. Ngày người tình hỡi, những lúc em về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng lòng bao xót xa. Đêm nay anh có vui không, vui không bên tình nhân ấm áp, riêng em lạnh lẽo đơn côi cõi lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình anh sắp khơi nhưng em còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ em lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu anh yêu về trong giấc mơ em đến. Dù tình anh sắp khơi nhưng em còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ em lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu anh yêu về trong sớm mang đến. Tình anh sắp khơi nhưng em còn mãi đây, còn mãi đắm đuối những giấc mơ khờ dại. Giờ em lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu anh yêu về trong giấc mơ em đến. Nguyện cầu anh yêu về trong giấc mơ em đến. Hey. Cảm ơn Hoàng nè, cảm ơn tất cả các chị dành lời khen cho Sa Băng nha. Cảm ơn người rất là nhiều ạ. Hôm nay giống nhìn giống tôi xinh nói kia. Cảm ơn Nguyễn Nhung này loài giống cô ấy là chị bông trắng, chị cao xinh liêm. Hello chị giàu. Các chị nào mà tụi em chưa chào, các chị comment thật nhiều để tụi em nhìn thấy comment của các chị nha. Và nhớ chia sẻ để cái comment của các chị không bị ẩn nha các chị yêu ơi. Ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc gì ạ? Một ca khúc tiếp theo gửi tặng cho toàn thể quý cô chú anh chị chúng ta làm ca khúc Một Thuở Yêu Người. Pháo hồng, mà pháo hồng không có hát rồi Tân Nguyên ơi. Mình thay đổi lâu lâu, mình đổi khẩu vị một xíu nha. Cảm ơn tình cảm của anh chị rất là nhiều. Mong rằng anh chị sẽ chia sẻ ủng hộ cho chúng em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Cháu chế nói thích cô Sa Băng hả? Cô cảm ơn cháu của cô chị Nguyễn Lượng nha. Cô chào cháu nha. Cuộc tình sẽ vẫn đã cho đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là
cứ sao mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thân vẫn nã trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dù nhau lỡ đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chi nguyên tình nồng ấm. Gói chân thật yêu sâu những ân tình thơ, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi giấc mơ đầu. Em cảm ơn chị Trang, cảm ơn anh Danh nha, cảm ơn chị Nguyễn Liên. Có xem dù là mọi người có vui như nào thì mọi người cũng đừng quên là gì, đừng quên chia sẻ cho chúng em có được không nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hey. Lâu lắm rồi không quẩy với mọi người, anh chị ơi chúng ta hãy cùng quẩy luôn với Minh Nguyệt và Sao Băng nào. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, mộng đẹp bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về. Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu yêu thương một đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chính nguyên tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu những ân tình thơ, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Đời là dòng sông, ngày trước qua trong bao đau thương mình còn chia cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ mong đẹp muôn thơ. Dù có qua ngày sống tới giấc mơ này, ngàn đời khó phải anh chị em ơi. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chính nguyên tình nồng ấm. Gói chân thật yêu dấu những ân tình thơ, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi mãi ước mơ đầu. Gặp anh nha. Màn đêm đi chị Băng ơi, gặp anh màn đêm đi, gặp anh màn đêm. Nhưng mọi người ơi, hôm nay chúng ta rất là lâu rồi chúng ta chát ca khúc gặp anh màn đêm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với anh màn đêm nha mọi người yêu thương ơi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Thị Hà, chị Nguyễn Hiền, cảm ơn anh Tân Nguyễn, chị Thanh Liêm, cảm ơn tất cả các anh chị. Hello anh Trang Lê, hello tất cả các anh chị yêu thương. Chị Nguyễn Lương nào, em chào chị Ngọc Tuyết nha. Và tiếp tục xin mời tất cả các anh chị cùng đến với ca khúc mang tên Ai Ai Trong Tình Được Mãi. Cái câu hỏi mà không ai trả lời được. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai trong tình được mãi. Lê Kiều, cảm ơn chị gái Ngọc Tuyết nè, Nguyễn Hương. Các bài Dạ Vũ à, ok bài đó lâu rồi không hát mà Tân Nguyên tí xíu hát nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bình Minh ơi dậy chưa? Cười duyên quá hả? Cảm ơn chị Thân nha. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Hà. Hello Như Ngân, gái Bình Thuận. Bình Minh ơi dậy chưa? Dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Trôi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lặng lòng. Đêm mơ đang ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Hey! Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không còn toàn tính.
Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi mỗi một mình em sợ giang trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sẽ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian xíu xíu mộng mơ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn, sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Hey. Em cảm ơn tất cả các chị nha. Hey. Cả nhà yêu thương ơi, cùng với Minh và Sa Băng tặng cho chúng em những lượt chia sẻ có được không ạ? 18 và 86 xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn Trần Huyền, em có nhảy ra một câu đẹp, trời đất ơi. Cảm ơn Lê Thị Hợi nhá. Các chị ơi, một người một lượt like và một lượt chia sẻ để chúng ta lên con số 4 đầu tiên nhé các chị ơi. Ít những dài lâu, dạo vũ, và gì nữa ạ? Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh thương một người không hề toàn tính. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đã khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì, duyên mình đã sợ. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ, sợ con má, sợ con má, sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ vô vơ. Gian gian xíu xíu mập mơ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn, sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Ok. Hey anh chị ơi, hôm nay cho mình và Sa Băng lên con số 5 có được không ạ? Cho em xin con số 5 đi mọi người ơi. Lâu rồi chúng ta không thấy con số 5K nào. Hey. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cố gắng lên mọi người, chỉ cần mỗi anh chị tặng cho chúng em một lượt chia sẻ thôi là nó lên con số 5 luôn nha mọi người yêu thương ơi. Mỗi người tặng cho chúng em một lượt thôi ạ. Không cần nhiều đâu, mỗi người tặng một lượt thôi là con số 5K nó sẽ lên rất là nhanh thôi mọi người. Cho 10K luôn, ok, cảm ơn tất cả mọi người, cho luôn 10K thì càng tốt nè. Ok, và bài hát các chị yêu cầu bài Dạ Vũ nha. Màn đêm vừa buông, mưa vừa tuôn ở trên mái hiên em vẫn cuồng. Sương còn vương hàng trăm nỗi đau như kéo em xuống. Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cạn soi đá. Chân trời xa vắng được con tim em đi về đâu? Đi về đâu? Sóng xô muôn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu. Chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đau. Những sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ai, dành cả tương lai đôi lỡ nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giọt sầu ai vương nước mắt em tuôn. Dương đêm giờ chưa quá anh chị ơi. Dạ Vũ 500 anh em Hải Phòng.
phòng tới nè. Trời, cảm ơn Vũ Đình Nhã nha. Ủa Hải Phòng là bảng số bao nhiêu vậy anh Nhã nhờ? Em Bình Thuận 86 này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành những lời khen cho mình và sao bạn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn chị Trâm Anh, cảm ơn chị Hòa Lê. Màn đêm ôm lấy em, giữ em trong giấc mộng ngày con ở mẹ. Một hàng mi lấp le ngã lưng lên nỗi buồn chẳng thể đong đếm. Chân trời xa vắng được con tim em đi về đâu, đi về đâu? Sóng gió muôn trùng đẩy đưa tháng năm yêu lần đầu, yêu lần đầu. Chưa từng cho phép suy tư em không cho mình đau. Nhưng sâu trong thâm tâm trái tim em đang không ngừng nhỏ máu. Vì lỡ say trong một vòng tay ơi, dành cả tương lai đôi lấy nỗi buồn. Từ đó em không còn cần ai thương, giật sầu ai vương nước mắt. Bảy ủng hộ nha. 77 là ở đâu rồi các chị? Ghi thêm cái số mà cái tên tỉnh thành của mình phía sau được không ạ? Hôm nay chúng ta cố gắng lên con số 5 anh chị ơi. Mỗi một người tặng cho em xin một lời chia sẻ là lên con số 5 liền. Cảm ơn là tặng canh. Dạ, yeah. Ok nha. Cảm ơn chị Thanh Nga. Ít nhưng mà nó dài lâu. Còn ào ào tới mau mà nó đi mau hơn cái gì ha. Chào Khoa Khoang. Mới đây trang giấy trắng nhật ký anh liêu sao đời. Những thói quen em mỗi ngày hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về. Khi em rất say anh ngồi đây, vì điều anh sợ nhất là mất em nơi đông người. Quen nắm tay em mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng ngày đưa đón. Đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hơi để yêu thói quen nhau. Để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiều màu. Ít thôi nhé không nhiều, vì thật nhiều vì anh đã hứa. Hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hơi mới biết lúc xa nhau. Chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Anh chị chúng ta cần phải đeo tai phone vào thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là view chiêu chiêu đó anh chị ơi. Cảm ơn chị Phương nha. Hey. Bùi Đức Huy. Hai cái gì hôm nay hơi ốm mà giờ đâu có ốm đâu, mập mập thay lên. Giấy trắng nhật ký anh lưu sao đời. Những thói quen em mỗi ngày hay hơn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về. Khi em rất xe anh ngồi đây, vì điều em sợ nhất lạc mất anh nơi đông người. Quen ông tay em mất rồi. Vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào. Anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón. Đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hơi mới biết lúc xa nhau. Trên đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa. Hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hơi mới biết lúc xa nhau. Chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đưa đón.
đón em đến tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết thói quen nhau để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em hỡi, mới biết lâu xa nhau chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Các chị rất là nhiều, ít nhưng dài lâu. Cảm ơn chị Nguyễn Phương nào. Cảm ơn chị Nguyễn Huyền, cảm ơn anh Danh Chuẩn. Bài gì tiếp theo ạ? Bằng bằng đêm huyền diệu lắm, hát đêm huyền diệu. Hát đêm huyền diệu nha mọi người ơi, lâu lắm rồi không hát đêm huyền diệu nào. Tang tang. Các cô em nên dừng lại em hát rồi chị Vũ Bằng Hằng ơi. Cảm ơn anh Minh Thái ạ. Một ngày nếu vắng anh một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có anh bên mình hẳn là năm tháng ấy xuân không tàn. Nếu thấy anh lo buồn thì lòng này còn buồn hơn. Cùng nhau nhịp lòng hòa trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời theo đời sau, dù rằng mình chỉ cùng nhau bóng đêm huyền diệu. Nếu quên biết nhau một ngày hãy mà thương nhớ suốt trong cuộc đời. Dù phù giây ban đầu và chợt tuyệt diệu tình yêu. Tiếp theo ạ. Nghe em hai em hát là không chán luôn. Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Tình nhạc phai ok nhá. Ủa tắt chưa? Tình nhạc phai. Mọi người cứ nói sao, mọi người uống nước hoài, em uống nước hoài luôn. Hai trăm tám mươi nghìn đồng một thỏi son nhá chị Nguyễn Bền ơi. Chúng ta mua hai tặng một và chị lấy son, chị cứ để lại số điện thoại cho bên em. Hello cô Nguyễn Phương nào. Trường buồn nghe ngang nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời. Và theo gió cũng trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào một mình cơ quen nhau mà đến bên nhau vui quên thời gian. Quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Anh ơi em như con thuyền kia mãi linh đình trôi theo sông nước ngoài khơi. Trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em. Anh yêu ơi từng ngày nhớ anh trong trái tim, em luôn mong anh quay về đây. Tình nhạc phai nhé các chị nhá. Cảm ơn chị Ruby, cảm ơn chị Phương, cảm ơn chị Dung Hoàng, cảm ơn anh Đức. Trời ơi khen dễ thương quá vậy. Chào chị Thu Hà. Hey. Nghe cái nhạc nó đập bụp 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 thật là vui luôn anh chị ơi. Ai mà còn chưa chia sẻ nhấn nút like và chia sẻ cho mọi người vào sao băng thì giúp chúng em mỗi người một lượt nha. Cảm ơn chị Hương Nguyễn nào. Ok, sau bài này nha. Tình còn xa khuất gần bẵng kêu tên em trong hoài mong. Anh nơi đây với những buổi chiều và tìm đâu phút giây yêu thương bên nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau từ lúc anh đi mang theo tình em. Trong cơn mơ em mong chờ anh với nỗi nhớ đã đến.
chia. Sống cô đơn vượt qua bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gây cánh bên trời. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù muốn ra đi thật xa tìm anh, nhưng anh đã lao vào con mơ ông trái tim này mang theo bên anh về đâu. Anh ơi anh như một loài chim, loài chim sống cô đơn đi qua bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gây cánh ngang trời. Nếu đã có những lúc anh biết rằng dù muốn ra đi phút xa tìm em, nhưng em đã lạc vào cõi mơ ông trái tim anh mang theo bên em về đâu. Hey! Đang sao khủng. Đúng rồi chị Cánh Ngân. Các chị ơi cùng mua hàng bên em đang có chương trình khuyến mãi rất là lớn dành tặng cho tất cả các chị luôn nha. Tất cả mọi người ai cũng được khuyến mãi như nhau nha. Cảm ơn tất cả các chị rất là nhiều. Lạnh quá ha. Vì mẹ anh bắt chia tay à? Cái bài lâu không nghe hát thêm bài nữa đi hả? Vì mẹ anh bắt chia tay. Chia tay, chia tay. Rap nha người. Rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bán chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ nghe đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạt. Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đâu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể trở thành người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cầu tình. Mặc khách anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng có lòng từ biệt. Trong mắt anh em thật sự rất tuyệt, dù đang hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc, mẹ của anh bắt anh phải chia tay. Chia tay thì chia tay. Hey! Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Linh. Anh cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bán chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghi đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bán chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ nghe đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Chỉ một ngày. Chỉ một ngày. Cảm ơn Văn Giá để cuối like xin nha tất cả các anh chị ơi. Mọi người đây em có ngầu không ạ? Cuối like nha. Mọi người đây em có ngầu không? Tình cảm phải ngầu tí chị Viên Hồng Viên ơi. Tình cảm phải ngầu tí nè.
anh rất tốt, thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Hello chị Hồng Lê, cảm ơn tất cả các anh chị. À vừa rồi thì các anh chị vừa hỏi về cái son môi bên em thì hiện tại vẫn còn khá là nhiều màu son bên em, toàn là màu hot trend các chị nhá. Màu em đang cầm là màu lẻ. Nếu phải bôi cho em từ 3 lần trở lên nhá. 2 lần vẫn còn ít đấy ạ, phải từ 3 lần trở lên nhá. Thiên đàng ải ơn. Hey! Các anh chị chúng ta mua gì cũng được, để là số điện thoại cho bên em. Cùng chia sẻ để chúng ta vào đây nghe nhạc nha, để chúng ta có một tinh thần sảng khoái vui tươi hơn nào. Đường nào vào thiên đàng ai ân, là đường vào nhịp thở lâng 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 lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mơ, có hoa vàng phủ đường mòn gó chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chôn sâu cành sắc bướm, để muôn đời mình còn được yêu nhé ai. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim giơ tay tìm hương, không tình nào say đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng sẽ vui, lạc đường về ôm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm. Chị Minh Tâm ơi, chị cứ để là số điện thoại đi. Chị Minh Tâm ơi, lúc đó chuyên viên sẽ cho chị biết cái màu son như nào và chị lựa chọn để chị chốt đơn nhá. Các màu hot trend: đỏ, cam, cam đỏ, hồng, hồng. Đường nào vào thiên đàng ai ơn, là đường vào nhịp thở lâng lâng. Mùa xuân đang đi trong lời yêu mới, có hoa vàng phủ đường mòn gót chân mềm. Lạc vào vườn xuân tình ngất ngây, thả hồn vào cơn gió mê say. Cành hoa tươi chân sau cây xa mơ, để một đời mình còn được yêu nhé. Yêu mới biết quên thời gian, khi biết yêu hoa sẽ mãi không phai tàn. Đừng nghe chim ru tai tìm hư áo, không tình nào sẽ đắm hơn em đâu. Chờ một ngày pháo hồng reo vui, là đường về ôm bóng đơn côi. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bất công riêng là mình tính chuyện trăng na. Vừa khi đôi tim yêu được giải thoát, bất công riêng là mình tính chuyện tới luôn. Hey, hello chị Yến Nhi. Cảm ơn chị Hoa Quả Vân rất là nhiều nha. Trời ơi, hôm nay mật ong quá là xịn sò luôn, mật ong xịn sò. Cảm ơn chị Hoa Quả Vân nhiều. Cô nghiện giọng hát của hai con gái lắm, cảm ơn cô nắm rất là nhiều. Đường nào vào thiên đàng ai ân. Hello chị Nguyễn Thực, hello tất cả các anh chị yêu thương. Mọi người chúng ta có điều gì băn khoăn thắc mắc thì chúng ta cứ hỏi nhá. Và Minh Nguyệt và Sa Bang sẽ trả lời cho mọi người chúng ta. Hay quá, cần tư vấn. Tăng cân bên em là mọi người ơi, chúng ta hoàn toàn yên tâm này. Nếu như bây giờ chúng ta không ăn được, không ngủ được thì da của chúng ta nó sẽ rất là sạm. Và đặc biệt nếu chúng ta thức dậy với một cái giấc ngủ đó là không được sâu giấc, thì ngày hôm đó chúng ta sẽ cảm thấy là một ngày rất là mệt mỏi. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta muốn tăng cân một cách an toàn, hiệu quả nhưng mà tăng cân an toàn, hiệu quả, không gây tích nước và có chứng chỉ GMP, thì đối với một cái dòng thực phẩm mà có chứng chỉ GMP ấy, thì nó là một dòng thực phẩm hoàn toàn an toàn về sức khỏe. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta muốn tăng cân an toàn thì chúng ta nhanh tay để lại số điện thoại, ghi tăng cân kèm số điện thoại và ngày mai sẽ có chuyên viên tư vấn bên em điện thoại tới toàn thể quý anh chị. Và liệu trình của trẻ em đó là gì? Từ 7 tuổi đến 12 tuổi chúng ta sẽ sử dụng trong vòng một hộp này, trong vòng 2 tháng. Trong một hộp này chúng ta có 60 viên và liệu trình là 350, còn liệu trình của người lớn là cũng là hộp này luôn. Hai hộp bắt đầu từ 13 tuổi trở lên là hai hộp, và chúng ta mua hai hộp sẽ được giảm trực tiếp 100.000, lẽ ra là 700 nhưng chúng ta chỉ phải mua với mức giá là 600.000 đồng thôi. Nếu như chúng ta muốn tăng cân an toàn thì chúng ta đừng quên để lại số điện thoại nha mọi người ơi.
Đó, cảm ơn chị Yến Nhi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn anh Giang Lệ. Cảm ơn chị Hoa Cỏ Vân. Muốn hỏi bao giờ Nhật Lệ mới quay lại? À, sắp rồi chị Nguyễn Thực ơi, sang chắc là sang đầu tháng đấy ạ. Ừ, sắp về rồi anh chị. Lệ về vài hôm là tới em đi đấy. Chị có nhớ em không? Anh chị yêu thương, chúng ta nghe bài gì nhẹ nhàng nếu được lựa chọn nào. Ok, nếu được lựa chọn nào. Nếu được lựa chọn à? Đó, đang lên đây này. Sao băng đẹp lung linh nghiêng thùng đổ nước. Trời đất ơi, nghiêng thùng đổ nước là tên cover ngày mai nó sẽ có mặt trên đấy. Cảm ơn anh Đăng Lâm. Một cái ca khúc này là phải nói là sao nó rất là hay nha. Ca khúc này phải nói là cái giai điệu cực kỳ là hay. Anh chị yêu thương, chúng ta còn có điều gì băn khoăn thắc mắc mà chúng ta chưa rõ không ạ? Thì chúng ta có thể trực tiếp là để lại số điện thoại và bên em sẽ có chuyên viên tư vấn trực tiếp liên hệ với anh chị để tư vấn thêm nhá. Hello anh Thiệu Huy. Ok, ok. Em biết chị Hoa Cỏ Vân thương nhớ tụi em lắm, cho nên ngày nào phải lên, không lên là không được. Hôm nay đáng lẽ em off, em nghỉ một bữa cái gì. Nhưng mà em nhớ, em sợ em nhớ cái chị kiểu không nổi. Em phải lên, em phải lên. Ok, cảm ơn tất cả các chị. À, và các chị ơi, đừng có quên kem chống nắng luôn luôn bảo vệ làn da của chúng ta nha. Và đang có chương trình khuyến mãi là chúng ta mua 2 tặng 1 với giá là 290. Và chúng ta thoa vào làn da chúng ta thì nó sẽ chống được cái tia UV và UVB. UVA, UVB nó sẽ làm cho da chúng ta bị nám, sạm, tàn nhang và đôi môi. À, da khô, da nhăn cũng là vì lý do chúng ta tiếp xúc ánh nắng trực tiếp đó các chị. Cho nên một ngày chúng ta cần bảo vệ với kem chống nắng này. Và kem chống nắng này với độ chống nắng là SPF 50 cộng và BA 3 dấu cộng nha các chị. À, 290 một tiếp thôi và chúng ta mua 2 tặng một. Còn cái tăng cân này thì khỏi phải bàn về chất lượng của nó. Chất lượng mà tăng cân đối với tất cả các anh chị là 90% nha các chị nha. Tăng cân mộc đà được chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, tạo thành từng viên như thế để các anh chị dễ sử dụng chứ không phải là thuốc nha các chị nha. Nghỉ bớt đi sẽ hay hơn. Ok chị Huyền Trần, nghỉ xíu à. À, chị Huyền Trần cũng comment bớt đi. Chị Phú Huy ơi, Phú Huy cho em xin cho mình một set kem chống nắng. Chị cho em xin số điện thoại nhá. Các anh chị chúng ta mua gì cũng được này. Em thấy là có rất nhiều anh chị chúng ta đang nói muốn mua nhưng mà chúng ta lại không để lại số điện thoại ấy. Thì bên em không có chốt đơn được, thì chúng ta nhớ để lại số điện thoại cho bên em nhá. Nhìn về phía em. Ok, anh Tân còn đây không ạ? Để xíu tụi em hát bài này cho anh chị nghe. Tăng cân mộc đà là 350 cho trẻ em từ 7 tuổi tới 12 tuổi nha. Còn từ 13 tuổi trở lên thì sử dụng cái liệu trình của người lớn. Cả trẻ em lẫn người lớn đều sử dụng cái sản phẩm này trong vòng 2 tháng. Nó chỉ khác biệt là người lớn sử dụng 2 hộp, trẻ em sử dụng 1 hộp. 1 hộp là 350 và 2 hộp là 600 ngàn. Ok, Phú Huy thấy số điện thoại của mình rồi nè. Mình à. Trắng thế cháu, ô cháu cũng da của cháu trộm việc cũng trắng mà cô Huyền ơi. Với lại thực sự là khi mà dùng collagen ấy thì thực sự là nó càng ngày cháu càng cảm nhận được là nó sáng, bởi vì trong những cái collagen này có cái thành phần làm trắng da mà. Ví dụ vitamin C này hay chất glutathione làm trắng sáng. Và đặc biệt là đối với cái dòng collagen DC9 phải thực sự nó là đẳng cấp luôn nha mọi người ơi. Trong này nó có rất là nhiều những cái thành phần mà cả ba dòng collagen cũ của bên DC Beauty không có. Thực sự ra để mà nói là ai mà dinh cái em DC9 được mà có trong tay của mình để sử dụng ấy thì cái làn da của mình nó thay đổi rất là nhiều. Cái này nó tăng tính đàn hồi cho da, giúp làm chậm quá trình lão hóa, tức là làm trẻ hóa làn da, làm căng da. Đặc biệt là nó ngăn ngừa nám mới hình thành, lại còn mờ thâm, mờ nám nha mọi người ơi. Thực sự ta để mà nói là tất cả nó bao gồm những cái thành phần nào, gần như là những cái thành phần nào tốt cho làn da. Và đặc biệt đối với làn da của phụ nữ chúng ta, khi mà độ tuổi của chúng ta đến ấy, thì chúng ta bị cái nội tiết tố trong cơ thể, rồi do khí hậu nữa, đốm nâu tàn nhang rất là nhiều. Cái dòng này nó là dùng dòng chuyên để hỗ trợ điều trị đối với cái làn da như vậy. Chính vì thế mà ai mà có trong tay cái em này này thì đây chính là một cái siêu phẩm để giúp cho làn da chúng ta thay đổi một cách ngoạn mục luôn nha mọi người ơi. Ừ, đó, chúng ta mua sản phẩm collagen đang có chương trình rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho collagen. Nên các chị mình muốn mua vừa nó vừa đẹp cho da, vừa lợi cái túi tiền của chúng ta thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhá. À, ngày mai thì sẽ có chuyên viên tư vấn để trực tiếp liên hệ với cô Phù Huy về cái vấn đề này nhá. Bởi vì là tùy từng cái trường hợp nhá, tùy từng trường hợp phải có thể uống được và có thể chúng ta có thể hỏi qua bác sĩ xem là liệu rằng chúng ta bị như vậy thì chúng ta có uống được hay không. Còn thực tế là bên DC luôn luôn khuyên khách hàng trước tiên chúng ta muốn đẹp thì cơ thể chúng ta phải khỏe đã. Đúng rồi, chúng ta khỏe thì mới có sức đẹp. Mà đẹp rồi mà không khỏe, không ra đường được thì ở nhà ai ngắm, đúng không cái gì? Đúng rồi, nên là chúng ta cần phải uống nha mọi người ơi. Và đương nhiên là uống một hộp thì cũng tốt. Nhưng mà để mà nói là mới uống một hộp thì nó chúng ta chưa thể nào mà chúng ta cảm nhận được cái làn da của mình nó thay đổi, đúng không ạ? Nhưng phải công nhận một điều, đó là mặc dù em là một người rất là thích sử dụng những cái dòng sản phẩm để hỗ trợ, bởi vì con người mà chả bao giờ là tự nhiên mà nó có đâu ạ. Em phải công nhận với mọi người là trước đây thời da của em nó không trộm vía, nó không trắng như bây giờ. Thì thực sự ra em cũng so với nhiều người thì em không trắng lắm đâu ạ. Cũng được. Thì em thấy mọi người nói em trắng thì em cũng không dám nói là mình trắng như thế nào, nhưng đại loại là cái nước da của em thấy là cũng tạm ổn. Nhưng mà từ khi mà em dùng thêm cái dòng này là 5 tháng này đấy mọi người,
tự nhiên ấy, khi mà mình mỗi một ngày mình không có để ý mấy, thế giờ khi mà mình để ý lại, mình soi gương lại thì mình mới vỡ òa ra và tự nhiên làm sao mà nó lại trắng. Thì cuối cùng mình nghĩ ra là à, mình uống collagen với một cái hàm lượng collagen rất là cao thì nó hỗ trợ cho mình được cái vấn đề là sẽ căng da nhanh. Và kết thúc cái liệu trình tối đa của cái dòng collagen sủi này này là 6 tháng ấy, thì em sẽ chuyển qua cái dòng collagen viên này dùng để duy trì. Có nghĩa là đây là cái dòng để duy trì nha mọi người, dùng cả đời cũng không sao. Nhưng cái dòng collagen sủi này này thì chúng ta chỉ dùng một thời gian thôi. Đó, còn nếu chúng ta muốn dùng tiếp thì chúng ta phải ngưng lại, bởi vì cái hàm lượng collagen nó tận 3000mg một gói, trong khi cái collagen viên nó chỉ có 150mg thôi. Nên là mọi người đừng hỏi lý do tại sao mà một bên dùng có 20 ngày mà tận 1,1 triệu, một bên dùng một tháng 30 ngày mà chỉ có 790. Mỗi một bên nó có một cái khác nhau. Và đây là một cái dòng mà giúp chúng ta hỗ trợ rất là nhanh. Chị em nào chúng ta mới bắt đầu dùng collagen mà chúng ta muốn căng da nhanh ấy, muốn căng da bởi vì lúc nào da chúng ta căng ấy, thì nhìn cái mặt chúng ta nó mới trẻ. Khi mà da chúng ta trùng xuống thì vết chân chim này với lại cái râu rồng nó mới hiện ra thì nó mới già. Vì vậy các chị yêu là chúng ta đã muốn đẹp nhanh thì chúng ta cứ dùng cho em cái dòng này trước, sau đó chúng ta chuyển qua dòng collagen viên để duy trì. Nó dễ uống cực kỳ luôn. Bao, tức là bao cái vấn đề anh chị nhiều khi nghĩ là ở sợ uống khó lắm. Nó rất là dễ uống. Uống đến đâu nghiện đấy luôn anh chị ơi. Nó rất là dễ uống luôn nhá. Thoải mái mọi người. 4.400.000 đồng. Chúng ta sẽ có 4 hộp này, một hộp 1,1 triệu. 4 hộp là 4.400.000 đồng. Thì sẽ tặng cho chúng ta một cái hộp collagen DC9 siêu cấp của bên em, chỉ giá 1,6 triệu. Cái dòng này thì không có bán đâu. Anh chị chúng ta đừng có hỏi làm gì ạ. Dòng này chưa có bán. Và chỉ để dùng trải nghiệm cho những anh chị nào chúng ta thực sự tin tưởng vào cái dòng collagen bên em. Và hai cái dòng này nó mà hỗ trợ nhau thì nói sao ạ? Gọi là siêu siêu đẳng cấp luôn. Bởi vì cả hai dòng này đều mang một cái hàm lượng collagen rất là cao. Ai bóp okay, em? Trần Thảo. Chị nhé, chị Trần Thảo ấy, cho em xin số điện thoại đi ạ. Ừ. Collagen, chị Nguyễn Thị Hiếu cho em xin số điện thoại nhé. Mà nếu như chị yêu nào mà anh chị nào chúng ta mà cảm thấy là ở chúng ta chưa có rõ nhiều và hay lại cũng muốn tư vấn thêm về cái dòng collagen này mà chúng ta muốn trực tiếp Minh Nguyệt hay Sa Băng tư vấn thì có thể là vào trực tiếp fanpage riêng của Minh Nguyệt và Sa Băng để nhắn tin cho chúng em cũng được này. Vì chúng em cũng thường xuyên để trao đổi với các anh chị về cái vấn đề sản phẩm. Cái râu rồng á là y như là cái hai cái nếp cười này nè. Bình thường mà còn mình trẻ thì nó sẽ thẳng ra, khi nào mà để đúng im rồi, không cười mà nó vẫn lằn sâu xuống thì nhìn cảm giác mình bị già đó, nên to đùng. Ok. Sau đây sẽ là ca khúc nhìn về phía em để cho chị sẽ băng. Nhìn về phía hai cái bài này xong rồi là nhiều người mà đang thất tình là chắc chết. Cảm ơn tất cả các chị đã yêu thích cả bài người hát này nhá. Đó, hai cái bài này mà nếu ai đang thất tình là đau lòng lắm luôn đấy. Cảm ơn nhiều cảm ơn. Ai thất tình giơ tay lên nào. Mai Nguyệt hát bài này, bài gì cô Nguyễn Thị Khánh ơi, bài gì ạ? Đang oản tù tì. Cảm ơn chị Nguyệt Nga, cảm ơn chị Ngọc Tuyết này, cảm ơn tất cả các anh chị. Nhớ ngày mai 10 giờ sáng các chị vào YouTube Sa Băng Singer. Ai mà chưa đăng ký cho em mà nghe và chia sẻ cho em mới nhé các chị nha. Hát bài này em nên dừng lại hát rồi cho Quỳnh Chi ơi, hát rồi phải không? Đầu phải không? Hả? À? Em nên dừng lại hát đầu rồi. Hát rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và các chị ơi đừng có quên cái tăng cân bên em nha các chị nha. Chúng ta làm gì chúng ta có thể dư vài ký cũng không sao, nhìn vẫn đẹp. Nhưng chúng ta ốm đi vài ký là nhìn chúng ta khô khốc, nhìn chúng ta không có thần thái, nhìn chúng ta không có một sự quyến rũ nào trong người chúng ta cả. Thì bắt buộc chúng ta nếm bổ sung. Ai cũng muốn là sao tại sao ăn hoài không mập, hoặc là không hề muốn ăn cái gì cả, thì chúng ta dùng tìm đến ngay cái mộc đà tăng cân này nha các chị nha. Sản phẩm này được một cái là cả trẻ em và người lớn đều sử dụng được. Từ 7 tuổi trở đi là sử dụng được rồi à, từ 7 tuổi tới 12 tuổi là sử dụng liệu trình một hộp này trong vòng 2 tháng. Từ 13 tuổi trở lên thì sử dụng cái liệu trình 2 hộp trong vòng 2 tháng. Và trong vòng 2 tháng này chúng ta có thể tăng cân từ 2 cho tới 4 cân tùy theo cơ địa, và có nhiều cơ địa tăng hơn cái số cân mà tụi em đưa ra luôn các chị nha. Cảm ơn Vân Long, cảm ơn tất cả các chị. Khi mà tụi em mà hát hoặc cover một bài hát nào mà được các chị yêu thương mà thích em hát bài đó là rất là vui các chị. Cảm giác mình đã thể hiện thành công á. À, mặc dù là mình đi cover thôi, tại vì bài mới bây giờ em nghe rất là nhiều bạn nhạc sĩ trẻ gửi cho em nhiều bài, em cũng đang muốn làm nhiều bài mới nhưng mà em nghe nó chưa có hay nên em chưa có ra bài mới, cho nên hiện tại em vẫn đang cover thôi. Khi nào em lụm được một bài nào hay hay nữa, nó đau thấu tâm can, em sẽ đăng lên, em sẽ mua em hát cho anh chị nghe nha, bài độc quyền ha. Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Em nói như lại hát rồi chị Nguyệt Nga ơi, chắc chẹn hẹn chị vào hôm sau nha. À chủ nhật này em sẽ like trên cái fanpage của em á các chị. Thì tại vì em sẽ like và các anh chị ở châu Âu cũng sẽ xem để cùng giao lưu, để khi nào tụi em qua đó thì sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Cho nên các chị nào mà ngày chủ nhật mà các chị rảnh này khoảng 3 giờ chiều, 4 giờ chiều các chị vào ủng hộ em nha.
Cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Thích hai bạn hát lắm mà Vân Long. À, Hiếu Nguyễn Thị ơi, tăng cân mình để lại số điện thoại giúp em nhé. Mình chỉ cần để là tăng cân kèm số điện thoại là được rồi chị gái ơi. À, mình có thể ốm, mình có thể mập, mình có thể là xấu chứ cũng không sao. Nhưng mình không được ốm nha. Ốm với cơ thể chúng ta nó khô mà nó xấu, nó không nhiều khi không khỏe nữa. À, uống nhiều nước vào nha các chị nha. À, cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Hello anh Sơn, hello chị, chị cảm ơn anh Quảng Phạm nè. 10 giờ sáng bên anh, 10 giờ tối bên anh. Thức nghe Vân hát. 19 giờ, ở đâu 19 giờ sáng là 10 mấy giờ đó. Vào 14, 15 giờ, 16 giờ á anh Danh 3-4 giờ chiều. 3-4 giờ chiều á. Ừ. 4 giờ chiều. Mới ngủ dậy luôn, chờ ông Sơn ngủ nó nướng quá. Thằng ngủ sớm xíu chứ bây giờ ngủ nướng vô cái chào cái chào anh Sơn cái xuống mất tiêu rồi. Ok, trong Nguyệt hát bản có ơi nào. Có ơi thì mọi tặng cho ai vừa yêu cầu nè. Minh Nguyệt sẽ tặng cho một người ca khúc Cò ơi nha. Một ca khúc này cũng khá là buồn. Hát đi bao nhiêu cộng nha? 4 nha. Hát cao của nhà Minh Nguyệt ở nhà DC ấy, thì nói thật Minh Nguyệt hát không có cao bằng chị Sa Băng đâu ạ. Mỗi một người sẽ có một chất giọng khác nhau. Chính vì vậy mà chúng em lúc nào cũng mang tới cho mọi người chúng ta bằng cái tình cảm, trái tim yêu thương. Nên là rất là hy vọng các anh chị chúng ta luôn luôn ủng hộ tinh thần. Bởi vì là tất cả mọi ca sĩ hay là tất cả những ai hát không bao giờ ai có thể là hát hay tất cả mọi bài được. Ví dụ như hôm nay em hát bài này hay thì chắc là ngày mai em hát cái bài kia là không ra gì rồi, đúng không ạ? Nên là mỗi người một chất giọng, rất là hy vọng là anh chị chúng ta sẽ luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho cả Minh Nguyệt, Sa Băng cũng như team DC. Khen thì khen chung, còn nếu không thì cũng không nên chê ai cả. Thì nghe như thế chúng em đọc nhiều khi chúng em thấy cái người ngồi bên cạnh mình ấy, người ta sẽ tủi thân đấy ạ. Kể cả giống như mọi người khen Sa Băng cũng không sao, nhưng mà nếu mà tự nhiên chê em thì em cũng sẽ rất là buồn. Đó, nên cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và các chị ơi, các chị khi mà các chị muốn mua hàng bên em, các chị chỉ cần để lại cái cú pháp mua hàng kèm số điện thoại nha các chị nha. À, và cảm ơn tất cả các chị đã luôn đồng hành cùng với Sa Băng và Minh Nguyệt nè. Yeah. À, các chị mua hàng thì các chị nhớ là tăng cân kèm số điện thoại. Tăng cân thì chúng ta dùng cả người lớn và trẻ em đều sử dụng trong vòng 2 tháng nha các chị ơi. À, 2 tháng này chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể tăng từ 2 tới 4 cân tùy theo cơ địa. Và có nhiều cơ địa thì chúng ta sẽ tăng hơn cái số cân đó. Nhưng đảm bảo với tất cả các chị là khi mà chúng ta tăng cân thì cái cân nặng mà chúng ta tăng lên thì bảo đảm là chắc chắn không tụt cân xuống ký nha các chị nha. À, nhìn vào cái sản phẩm tăng cân này thì các chị cứ nghĩ nó là thuốc, nhưng không phải nha các chị ơi. Nó không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế bất kỳ một loại thuốc chữa bệnh nào cả. Và nó cũng không thay thế được bữa ăn cho các chị luôn. À, các chị mua hàng, các chị để lại cú pháp giúp em là tăng cân kèm số điện thoại. Và kiểm tra thật kỹ số điện thoại của mình để lại đã đúng hay chưa. Bên em ngày hôm sau vào giờ hành chính sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện tư vấn cho tất cả các chị kỹ hơn, rõ ràng hơn về sản phẩm. Và các chị cung cấp địa chỉ cho bên em, bên em sẽ giao hàng cho tất cả các chị. Ừ, đúng là anh ta đùng. Nhiều khi ngại á các chị, nhiều khi tự nhiên ở khen Sa Băng hay quá, mình người hát dở quá thì như mình ngại chứ. Hoặc là mình khi theo mình người hát hay quá, Sa Băng dở quá thì Nguyệt nó cũng sẽ ngại, đúng không các chị? À, nhiều cái không có nói chung là tế nhị một tí. Là cho nó cả vui với cả đôi bên ha các chị nha. Dạ đúng rồi. Ok các anh chị, trong nắng thì là 290 một tuyết và chúng ta mua 2 sẽ được tặng 1 này. À, trong nắng á, giúp cho da chúng ta tránh được cái sạm nám và tàn nhang đồi mồi, tại vì nó không kích thích được cái sắc tố melanin nó trồi lên á, nên da chúng ta sẽ được bảo vệ tối đa. Cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng với Sa Băng và Minh Nguyệt trong những thời gian vừa qua, cũng như là thời gian sắp tới, cũng như là trong từ đầu live tới cuối live. Tại vì trong đây Sa Băng biết là có rất là nhiều các anh chị bắt đầu nghe thông báo hoặc là không có thông báo, các chị cũng vào tìm nghe xem live tới khi mà tụi em kết thúc rồi các chị mới tắt máy và các chị đi ngủ hoặc đi làm việc khác. Rất là thương luôn, đặc biệt giống như là chị Hoa Cỏ Vân rồi đó. Vừa hôm nào live tới 11 giờ mấy, 11 giờ mấy mới đầu nghỉ, mới đầu đi tắm, mới đầu dọn hàng rồi. Mỗi người mà chất giọng, đúng rồi chị Na Sinh, bởi vì là khi mà sếp của em tuyển chúng em vào đây, giới thiệu chúng em vào đây làm ấy, thì đương nhiên là mỗi người phải có một chất giọng khác nhau chứ, nếu hoặc là cái cá tính khác nhau nữa chứ, nếu mà ai cũng giống ai thì sẽ mang lại cái sự nhàm chán cho mọi người. Thế nhiều khi là bạn này dễ thương, bạn này dịu dàng, bạn này cá tính, phải như thế thì like mới vui chứ, đúng không ạ? Chứ ai mà cũng như ai thì chán chết. Thì giống như kiểu là nếu mà một cái món ăn chúng ta chỉ cho muối thôi mà chúng ta không cho đường thì chắc chắn là nó sẽ cảm thấy sao nào nó cũng mặn mặn, nó không có tí ngọt. Thỉnh thoảng phải có tí ngọt, tí nó pha vào nó mới có gia vị của cuộc sống. Đúng không mọi người? Ok, và yeah, bây giờ thì chắc là đến giờ buổi Sa Băng và Nguyệt nói là chào tạm biệt tất cả các anh chị. Chúc các anh chị có luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn đồng hành cùng với DC Beauty. Yeah. Và luôn luôn đồng hành cùng với tụi em nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. See you.